Thưa quý vị, giai đoạn cận giao mùa thường là giai đoạn mà các mầm bệnh, dịch hại sinh sôi rất nhiều. Cùng với thời tiết nắng nóng kéo dài khiến sức đề kháng của vật nuôi, cây trồng yếu đi là những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Thiếu vốn, giá thức ăn còn ở mức cao, trong khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp khiến cho hầu hết các trang trại, hộ chăn nuôi dè dặt trong việc tái đàn, tăng đàn phục vụ thị trường. Không lỡ để chuồng trại bỏ không, nhiều hộ đã chuyển từ nuôi lợn sang nuôi gà hoặc chỉ nuôi cầm chừng với số lượng vài ba con như thế này. Cũng chưa dám tăng đàn, phần thì vaccine chưa có, nên là cũng mong muốn nó có vaccine để cho mình nuôi, mình cho ổn định, mình khỏi lo lắng. Chứ như mấy năm là chuồng trại rồi chị nuôi kín hết mà năm nay là bỏ trống nhiều. Trước những khó khăn do dịch hại mùa nắng nóng, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương hướng dẫn bà con chăn nuôi đúng phương pháp để tăng sức đề kháng của vật nuôi, đồng thời hỗ trợ thuốc, vaccine để phòng bệnh. Trong Nam cũng thường xuyên là tham mưu và làm tờ trình gửi chi cục thú y thành phố để xin hóa chất cung cấp cho các hộ dân chăn nuôi để khử trùng tiêu độc để đảm bảo cái vệ sinh môi trường con vật nuôi. Mặc dù không bị ảnh hưởng nhiều như chăn nuôi, tuy nhiên các vùng rau màu trên địa bàn thành phố cũng phải đối mặt với những khó khăn về nguồn giống ngay từ khi vào vụ hè thu. Đa số người dân các hợp tác xã đều được khuyến khích sử dụng giống trung ngắn ngày, có tính đề kháng cao. Tuy nhiên các đợt nắng nóng kéo dài cũng làm năng suất rau màu bị giảm đi đáng kể. Bên đây nén là đừng có bị này nọ là có đột thì không nào. Mà nếu mà gặp thời vụ ảnh hưởng của trời thì không có năng suất, không đột. Nếu thời tiết mà thuận lợi như hàng năm á, thì có thể là tới giờ thu hoạch thì khoảng ra thị trường 1.000 trung bình 1 tấn. Kể cả rau muống, rau ăn lá như cải các loại, tầng ô, xà lách, mùng tơi. So với các năm trước, mùa nắng nóng năm nay kéo dài hơn với miệng nhiệt duy trì ở mức cao. Vì vậy, việc dịch hại xuất hiện nhiều trên vật nuôi cây trồng đã được dự báo từ trước. Điều này cũng sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn cung cho thị trường thành phố thời gian tới.